Ngay cả ở các quốc gia ít quan tâm đến bóng đá như Philippines, hoặc ở các nước ít quan tâm đến bóng đá nữ như Malaysia, báo chí vẫn dành thời lượng viết về đội tuyển nữ Việt Nam trước trận gặp đội Mỹ tại World Cup. Tại Malaysia, nhật báo tiếng Anh hàng đầu nước này New State Times viết, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ là đối thủ đầu tiên của tuyển Mỹ ở World Cup năm nay, trên hành trình người Mỹ đi tìm danh hiệu vô địch thứ 3 liên tiếp vốn chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Đây cũng là hành trình tìm kiếm danh hiệu World Cup lần thứ 5 của bóng đá nữ Mỹ. 4 năm kể từ khi đăng quang trên đất Pháp, đội tuyển bóng đá nữ nước Mỹ vẫn được đánh giá là ứng cử viên vô địch hàng đầu của World Cup. Người Mỹ muốn kéo dài kỷ nguyên vàng của họ bằng một thế hệ cầu thủ mới như Seth Tham viết trong một bài báo khác. Trong khi đó, tờ nhật báo tiếng Anh The Star cũng dành thời lượng nói về bóng đá nữ, nói về trận ra quân của đội bóng láng giềng Việt Nam với đội tuyển Mỹ. The Star chia sẻ, đội tuyển Mỹ sẽ khởi động cho nỗ lực giành danh hiệu thứ 3 liên tiếp vào ngày thứ Bảy, 22/7, theo giờ Việt Nam, trước đối thủ trong bảng E là đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Đối thủ của đội tuyển Mỹ sẽ là đội bóng xa lạ với đấu trường World Cup Việt Nam, đội bóng mới lần đầu dự giải. Đội tuyển nữ Việt Nam hiện xếp 32 thế giới. Trận đấu sẽ diễn ra trên sân Eden Park tại New Zealand. The Star viết thêm.